nắp tròn Simsi, nắp nhỏ dành cho anh em xài đầu bò rim quay mà xài đầu nhỏ nha anh em. Đó, mình còn vài nắp nha, mình thanh lý giá là 300 một nắp nha anh em ơi. Đó, cái nắp này thì nó đang chạy ren để dành cho gắn những cái con cảm biến, còn anh em không xài anh em có thể về gắn cái ống hơi vô đây nha anh em. Đó, nắp nhỏ nha, nắp tròn Simsi dành cho đầu bò nhỏ nha, chạy rất là đẹp, hiệu Takagawa luôn, có bắn chữ Takagawa. Đó, một cái nắp này bán giá 300 một cái, anh em cần xài thì Zalo mình nha anh em. Nắp tròn nhỏ Simsi rất là đẹp. Anh em cần xài thì cứ alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332 nha.